Hi, chào mọi người đã trở lại channel mình ha. Và mình với WT hôm nay sẽ chơi trò chơi đó chính là Đào Kim Cương Tím. Cái phiên bản gọi là phiên bản nâng cấp các bạn. Ở trong đây chúng ta có thể thấy là ở bằng sau mình, đây là những vũ khí gọi là vũ khí cấp cuối. Rất là đẹp luôn. Nhìn các bạn thấy không, tỏ là cái gì à? Cấp kim cương, rồi kiếm kim cương khổng lồ, rồi mấy kiếm ánh sáng nhìn rất là đẹp luôn. Thì đây là map của ID, tí nữa mình sẽ đọc ha. Bây giờ cho WT chào mọi người đã. Hello, chào mọi người nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Mọi người nhớ ủng hộ cho JT. Hôm nay JT sẽ thắng quà nha. Dễ thắng lắm. Ok, bây giờ mình sẽ đọc cái map cho mọi người coi. Cái map ID đó chính là ID của map này là 42792996 nha. Thì mọi người khỏi mất công hỏi mình để cái ID là ID gì. Đây là cái ID map này nha mọi người. Mọi người muốn chơi, muốn sở hữu và muốn nâng cấp những vũ khí như thế này thì mọi người có thể vào ủng hộ cho bạn này nha. Ok, và tụi mình sẽ bắt đầu luôn thôi. Bắt đầu nào. Yo. Ê, ở đây có chế độ mới. Ê, sao có bà bánh đá trong đây vậy? Đây là có con boss của mỗi đội các bạn. À, có nghĩa là mình chế đội trước mình sẽ qua, mình đánh con boss của đội xanh. Đội xanh là mình nghĩ là đội của nước JT. À, ở đây có bà bánh đá nè các bạn. Cái này là block hả? Nó là block. Sao không ai làm block cho mình với vậy? Cho trở lại nguyên cũ. Ok, bây giờ mình sẽ đào kim cương tím nè. Đây chắc là phần cứng của bà Panda. Team Bright. Ok, bây giờ quên, có cái hộp này con mở được cái gì nữa. Ôi, mở được 10 kim cương tím mà các bạn. Ok, bây giờ núp, mày chết. Mày chết rồi hả? Nè ná tí tố vào đầu mày chứ làm gì. Một cái này 15. Tiếp theo là bao nhiêu ta? Tiếp theo là chúng ta cần phải tốn tới 30, 45, chắc là lên 15 cái mỗi lần á. Ủa, sao mình nâng cấp cúp rồi mà hai cúp này cũng giống y chang cũ vậy ta? Ôi, cái này đào nhanh hơn một tí nè. Để mình chế đồ, mình nâng cấp cái cúp lên, mình qua mình đập con boss này núp về tay trước. Gỗ lên y chang nhau quá. Khùng quá, chọn cái màu khác nhau kìa. Nhìn cho kỹ chứ mày chơi lộn á, nó nhìn cái màu giống nhau, cúp đầu nó nhìn giống nhau lắm. Cúp đầu tao chơi tao cũng bị lộn á. Chết rồi, tao lấy hai cái y chang nhau. Đó, cái màu nó chang nhau á, nhìn sẽ lên được. Bây giờ tao lên được cúp sắt nè, cúp sắt thiệt chiêu nè. Cúp đá đúng không? Cúp này cúp đá. Trời, sao đào nó có một cục bây giờ? Ủa, cái này hình như đã có một cục. À, cái này hình như đào được hai cục hay sao á. Cái này là cúp sắt các bạn, đào được có hai cục à. Chết rồi, mình chế lộn cúp mình bị sao. No. Ê, có cái hộp gì á, nãy mày mở chưa? Hộp nào? À, tao mở rồi, tao mở được có 10 cục rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ nâng cấp lên cái cục sắt lên vàng đúng không ta? Lên vàng nào cho nó nhanh. Ủa, đâu rồi? Ôi, chưa lên được sâu linh. Ê, 30 cục hả ta? Ủa, 50 cục lớn. Gì mà 50 cục? Lên cúp vàng tới 50 cục lận. Mà quên mình nói cho núp chi tiết cho nó đi tốn thời gian. 50 cục là đủ đúng không? Yeah, đúng rồi. Nó cứ để cái cúp gỗ đó hoài là mình bị lộn. Thì đó, mày có đồ thì mày đương nhiên rồi, mày có cái cục kia là mày nó rắc gỗ cho mày chứ sao. Cúp vàng rồi nè. Đấy. Để cái ô đầu tiên mình dễ bị lộn, nếu mình không để ý các bạn. Gồng. Wow, cúp vàng đào một lần quá trời luôn. Rồi, vậy là chuẩn bị boss JT bị chết trước rồi đó. Ui, không họ chiêu luôn hả? Từ từ, JT mới có cúp đá à ha. Ui, 4 giây mấy. Ồ, ngon. Trời, cái này đâu bị dữ đó. Ê, hình như có cái rương gì kìa. Ủa, cái rương chí ta. Nó đặt ra được luôn các bạn. Cái rương gì á, hình như mình đổi được đồ trong cái rương đó sao á. Ok, để mình ra mình đổi thôi coi cái rương báu vật này là rương gì vậy. Gì vậy? Ở đâu có rương vậy? Đào ở trong nó hên xui được cái rương. Ủa vậy hết hả? À, sao vậy tìm rương? Ủa, cái rương nó chỉ ta. À, ủa phải đồng xu may mắn. Cái rương nó như vậy. Ủa sao mình chưa thấy cái rương nó xuất hiện nhờ? Thôi, phải cho anh thủ đào bằng qua mới được. Vậy mà bằng được, chắc mày nửa đường nữa. Không thấy đổi được quà, cái đổi được đồng xu may mắn mà. Đồng xu may mắn mở
bớt đồ VIP hay không á. Ơi đồng xu may mắn các bạn. Ô trời ơi, mình đã lên được cúp gì rồi? Cúp Obsidian à. Ta đi mua đồng xu. Trời ơi, mua đồng xu may mắn với là còn gì là đào nữa trời. Mua đồng xu may mắn không đây nè, mở ra được đồ luôn. Ôi, đi mở đồ đi mua. Lên được cúp cầu vồng luôn trời. Có một nhát mà mình đã vượt qua được cúp gì ta? Cúp gì đâu rồi? Cúp đá nè, cúp pha lê tím nè, mình đã vượt qua một phát đi thẳng tới cúp Obsidian luôn các bạn. Trời ơi, đúng là cái đồng xu may mắn mở phát được cái gì nữa đây? Cầu hồi máu. Ôi cái này thôi chứ. Úi được cái hộp quà nữa kìa. Như vậy chúng ta chơi chỉ cần 5 phút thôi là phá đảo được cái trò này rồi. À như tí mở cái gì hết. Ờ chắc là do nhân phẩm như tí kém quá. Ơi quanh được cái hộp. Hộp phần thưởng quá trời luôn rồi. Cúp tối thượng. Yeah. Ủa cái gì mày được cúp tối thượng luôn. Trời ơi. Yeah. Thôi chắc là cấm chơi trò này quá. Chơi trò này lên cúp lẹ quá. Như tí lên cúp tối thượng luôn rồi. Ui thì lên cúp tối thượng. Ủa mà 20 hòm được một cái này thì nó không có cân bằng lắm các bạn ơi. 20 cục hòm đó. Ôi mày lên được cúp cuối luôn rồi đó. Nó... ghê hả? Không, cúp tới thượng chưa lên cuối mà nhưng... cái gì mà cuối ta? Trời, tao mở 10... Trời. Tao hết mát luôn. Tao mở muốn chết luôn, không có được cái cúp tới thượng nữa. À, tao thấy cái rương rồi nè. Mình mở muốn chết luôn, đâu có cái tới thượng ở đâu, đúp nó hên vậy. Vậy tính là nhân phẩm của mình, thu nhân phẩm của nó rồi các bạn. Yeah, leo 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 leo. Trời, tưởng đâu là mình hên rồi chứ nó mở cái, nó mở cấp xịn hơn của mình luôn. Leo leo, có tới thượng thì cấp gì nữa ta? À còn có quá trời. À còn thiệt nhiều nè. Không, chắc còn nhiều, chắc còn nhiều, chắc là đỡ phải mất thời gian đó. À, full stack rồi, ok. Kiếm gì đây, mình sẽ dùng. Ê. Mình sẽ đi dùng mấy cái kiếm gỗ đi các bạn, dùng cho con boss nè. Từ à cái... rương đổi bên thằng này chắc luôn. Không đủ đồ đói. Trứng linh vật gì đây? Trứng sinh vật đội lính đỏ. Kho đầy không thể mua. Ý hình như mình mua boss ra nữa. Mình ngăn chặn cái việc mà nó ví dụ như là nó tấn công vào đây các bạn. Ủa trứng linh vật hả? Ủa kì sao ra thằng cha này. Từ cấp tối thượng á mày, nó lên cái cấp kiếm kiếm thiên thần rồi cấp kiếm của quỷ. Ta mới lên cấp cầu vồng mà. Ui, cấp cầu vồng tia chớp. Ô, nhìn đỉnh chưa? Ừ, đẹp cái chưa nè. Ok, mình sẽ nâng cấp lên tiếp các bạn coi có lên gì nữa. Ờ cấp cầu vồng tối thượng. Thôi giờ đi đào qua mới được. Cấp tối thượng. À cấp tối thượng như thu cấp mình mà đúng không? Hả? Mình lên được cúp cầu vồng rồi. Chứ mình trên được cúp tối thượng rồi. Cúp cầu vồng lên cúp gì nữa vậy? Sao mà rối quá vậy? Mình lượm quá trời đồ để cúp mất rương các bạn ơi. Ừ. Cúp mất rồi. Ê cái rương để làm gì vậy ta? Ok bây giờ cúp cầu vồng để nâng cấp lên nữa coi. À, cúp cầu vồng tiên chết lên cúp bedrock. Ở trời giờ mình mới lên tới thượng à. Ê, quên. Tới thượng lên thiên thần. Không biết nữa, cái đó không biết làm gì nữa. Nè. À, đẹp ghê các bạn vậy nè. Ô, nhìn đỉnh ghê chưa? Tao lượm được một hàng rương tao biết làm gì. Cúp thiên thần. Mỗi cúp thiên thần nhìn đẹp các bạn. Ủa nhìn đỉnh chứ nè. Ok, để mình ủi thôi. Ê. Ủa không đủ đồ đói phải ăn được cái đã. Wow. Ê, mình phát hiện một cái rương mới nữa nè. Trong ri rương báu vật quá trời luôn mà chưa thấy được tác dụng gì hết. Ủa cái gì cái chặt vậy? Quá trời rương luôn á. Ủa cái gì cái chặt nữa vậy? Hai đi đào qua trên nữa. Ủa cái gì cái chặt nữa? À mình đang bị đói rồi, quên không đi. Ok, ăn cái gì vô đã, chế cái gì đây? À, chế cà rốt thơm ăn. Chế cà rốt. Rồi, hồi 25 độ đói nha, cái này hợp nha. Không biết cái cấp này là cái gì vậy ta? Cái nào hồi độ đói nhiều ta? Cái này hồi 35 độ đói. Ờ, cái này hồi 40 độ đói. 30 máu, cái này 30. Ô cái này là mình nghĩ cái nồi này là ghê nhất rồi. 45 độ đói nè. Ok.
bí vuông thơm. À, cái này là nhìn hấp dẫn nhất các bạn. Let's go, bam. Ở đảo này chỉ 5 giây là full liền cái rừng luôn á. Ôi, nó đảo nhanh kìa. Ôi, đảo tốc độ quá bằng thơ kìa. Ôi mà hồi lâu quá các bạn ơi. Được cái đảo nhanh nè, mà hồi khá là lâu. Đây có gì vậy? Ôi, lại một cái rương nè. Cái rương này mình chưa thấy nó công dụng làm gì hết á. Ôi, đảo cái này tốt rồi, đói kinh luôn. Mà nhân rất là nhiều đồ các bạn. Nè, lại cái rương này nữa nè. Mình được quá trời rương này rồi. Ok, full đồ rồi. Về, chế đồ lại, lại. Quan chết được gì rồi? Từ đã lên cái cúp này hơi bị rối rồi mày ơi. Cúp gì vậy? Con đang làm cúp gì vậy? Tao đang cúp... Tao không biết cái cúp tiếp theo là cúp gì hết luôn. Ơi, giống mình cúp cuối quá ta. Con đang cúp gì? Cúp thiên thần gì phải không? Tao đang cúp thiên thần. Cúp thiên... Nó còn một cái cúp quỷ gì? Cúp thiên thần. Để mình lên đây mình coi coi là mình đủ đồ rồi sao? Không phải, chưa đủ các bạn ơi. Cúp thiên thần. Cúp thiên thần đâu rồi? Cúp thiên thần kiếm mắt quỷ, cúp của một tia chớp. Ủa sao mấy đồ ta? Cắn hơi bị lé lé nha. Viên đá thời gian rồi, mấy cái viên này chế căng tay Thanos nữa rồi. Ủa cúp thiên thần là mát rồi hả ta? Còn một cái cúp gì á, cúp cúp gỗ, cúp đá nè, nãy là mình chế từ cúp cầu vòng tiết chết, cúp bedrock là cúp cầu vòng nè, cúp obsidian nè, cúp thiên thần. À, cúp tối thượng rồi mà, cúp cầu vòng tiết chết rồi mà. Có mấy cái khối đá xanh xanh đỏ tím vàng để làm cái gì ta? Chỉ găng tay Thanos. Ủa mà chết cha, sao chết nữa ta? Cái cúp kiếm ác quỷ á, qua làm chưa? Cúp thiên thần, nãy hình như lên thiên thần rồi mới lên được. Không phải, cái cúp tối thượng là lên cái cúp kiếm ác quỷ á. Cúp tối thượng rồi, lên cúp thiên thần chứ. À, lên cúp thiên thần rồi có một cái cúp kiếm của quỷ nữa. Đâu, thấy không? Đâu, tao không thấy. À, nó cần một cái cúp tối thượng các bạn. Cúp kiếm... Mà hình như cúp cuối rồi, thế đó cuối rồi. Nè, cần cúp... À, là mình có hai lựa chọn các bạn. Đúng rồi. Là có mình có thể lựa chọn là cúp... cấp kiếm của quỷ hoặc là cấp thiên thần. À là như vậy. Ok, để mình làm thêm một cây nữa nào. Dùng cái rương ta hết đồ chế rồi. À vậy chế kiếm lên đi. À vậy là có hai lựa chọn nên là nó kêu thấy mình thấy thiếu cái gì á. Cấp pha lê tím nè, cấp ruby nè, cấp obsidian nè, cấp cầu vòng nè. Nghe đâu thì cái đó đi mua đồ mà sao không thấy mua đồ được. Cúp bedrock nè, cúp tối thượng nè. Ồ, nó hết trơn rồi. À, hết lóc rồi các bạn. À, hay là mua đồ của ai? Mấy thằng ở trong đứng trong này hả? Đâu thấy đâu, không biết nữa. Cái này nhanh đồ đó nhanh cơ ta. Để mình vô mình lựa một cái là full stack liền các bạn. Thôi mình cứ gợp mấy cái rương đi, biết đâu có gì có gì đó, sử dụng sao. À, cứ lựa cái rương này đi. Nghe đâu cái rương này để đổi quà mà không thấy cái đổi tiền tệ đó làm cái gì nữa. Cái này chém một trưởng hết đồ. Rồi lại full nữa rồi. Lại đói đó, cái này đói nhanh lắm các bạn. Kiểu như đào cái là phải ăn á. Kiếm emerald. Rồi nè. Kiếm pha lê tím. À mình có hai lựa chọn đó các bạn. Đó chính là cúp thiên thần và cúp ác quỷ. Ok. Khá là hay ha. Đi mở được cái đồng vàng thì tiên hơn và luôn. Lêu. Rồi, mày đồng vàng mở gì đó. Chị... À, sẽ mở âm gian cho được rồi. À, găng tay Thanos nè. Móng vuốt người sói. Găng tay Thanos nè. Ui, kiếm của thủy găng thần nè quá. Găng tay Thanos kỳ lạ chơi. Giá tiêu được cái kiếm của thủy thần rồi. Còn mày chơi gian cũng núp. Gian vậy. Còn mình chơi được 5 viên đá rồi, giờ sao ta? 5 viên đá để em chỉ ta. Làm cho người khác bị mất phương hướng. À, ý là trưởng vô luôn các bạn. Ôi, cái này không hay. Ủa, qua nó chỗ nào ta? Cái này không hay, dục đi. Cái này quá dở. Ok, kể lên tiếp nè. Trời ơi, mình tốn quá trời đồ luôn. Mình chưa chế kiếm nữa.
Ê, bây giờ mình mua cái không có hộp quà cái mình mở kiếm. Có cái hộp quà này hên quá. Mình giống mình được cái kiếm kim cương tím hay sao á. Ui, mít rồi, không được. Mua tiếp nào. Để núp nó quà nó quýnh mày nữa các bạn ơi. Quà chỗ nào? Không, đừng có đừng mò đây mày. Cúp chứa kim cương tím. Hình như kiếm kim cương hay sao mình mới được cái kiếm kim cương á. À, được rồi nè. Lên luôn. Ok, thiếu đồ các bạn ơi. Phải đi đào tí đã. Trời ơi, đào một cái nó lủng lỗ bư chà. Ở trên đây có gì nè. Cái này đổi nhanh lắm, đào một cái là mình phải ăn liền luôn á. Không ăn là không ăn là khỏi đào tiếp. À, tao phải đào cái bàn chế tạo theo. À, đây là. Trời, cúp ác quỷ ghê. Ơi, mình thấy nhặn, thấy nấp rồi kìa. Đâu. Đừng có nhìn qua đây làm gì. Chế tạo thôi để mày chế tạo theo cho trơn gian của nó. Kiếm obsidian, kiếm cầu vòng, kiếm metrop, kiếm super cầu vòng, rồi gì nữa, kiếm super cầu vòng mà kiếm gì nữa, kiếm super hi hi đầu ngốc gì vậy mày. Hello mày vô đây, mày vô đây thôi đừng xong mày gọi mày chạy đi, mày dám để mày cái tạo đây hả, cống nạp mày cái tạo tao hả, có lý á nha. Ờ đừng, cái bạn chế tạo của giết tay. Mày tới đây, mày ngon, mày ra đây. Ê, đừng à. Đi lại, đi ra đây, ra đây. Giờ thì có kiếm của thủy thần nè, rồi chơi không? Đào. Ui, chấm hộp. Ui, cái kiếm mày được cái kiếm đó luôn rồi hả? Ui, tính ra mày trước tao luôn. Ui, cái rương này nữa nè. Ui, lâu hổ luôn. Có gì á? Rồi bay luôn các bạn chế tạo rồi. Trời ơi. Ok, tao lấy bằng chế tạo mày rồi. À, giờ kia mày làm cái bàn chế tạo nữa. Ok, để lên kiếm nữa nào. Ủa, lên kiếm tiếp tục là kiếm thủy thần sao ta? À, cần phải móng vuốt nữa các bạn, phải chế cái móng vuốt nữa. Cái móng vuốt người sói. À, móng vuốt người sói rồi mới lên được kiếm của thủy thần nè. Kiếm của thủy thần là lên được kiếm khổng lồ nè. Kiếm khổng lồ. Kiếm thủy thần hết rồi hả? Ôi, các bạn nhìn nè. Ủa, có kiếm khổng lồ nữa hả? Ủa, kiếm khổng lồ. Wow. Để rồi mình kiếm một nút mình chém coi. Rồi. Ôi tao thấy kiếm thủy thần đẹp hơn thôi, tao xài kiếm này. Ây da, ây da. Ai hay đồ ngốc. Trời, mình thấy con boss cũng nút rồi các bạn. Ê, cái này. Đâu? Ủa mình phải bảo vệ con boss hả? Ừ. À, vậy thôi tao qua nhà tao quýnh boss mày. Mày đi, mày ngửi mày qua đây được không? Tao có kiếm khổng lồ nè, mày tới đây, mày ngon mày tới đây nút. Mày đâu rồi? Chết rồi, mình xài kỹ năng là ngu ta. Xài kỹ năng là đúng không? Được rồi, vậy được rồi. Chưa chết nữa kì vậy. Kiếm này yếu yếu. Ây da, con bot. Ây da, nó bắt. Không vô được con bot các bạn ơi. Ôi, hay chơi giáp. Qua giết bot núp trước các bạn, con bot mạnh quá. Ừ ha, chơi giáp. Ê, mày bắt trước quá gì núp mày chơi con giang. Ê, từ, để tao chơi giáp. Quần da mình có rồi mà. Mình cần mũ vàng, ủa. Ủa, mũ đâu? Chế đâu được đâu. À, cái kì vậy? Mình phải bỏ đồ xuống đây mình nâng cấp rồi ta. Cái gì vậy? Mũ da mình có rồi mà, hay là mũ hư rồi? Biết tại sao nó hư rồi. Cái vậy? Ơi, dùng cái kiếm luôn rồi. Ok, dùng cái này đi các bạn ơi. Dùng cái này đi. Chúng ta sẽ chế lại bộ đồ mới. Bộ đồ này mình dùng rồi nó bị hư rồi đó. Nó thành ra là nó không có lên được. Quần nè. Áo nè. Giày nè. Áo tròn sắt nè. Ui, áo tròn mã vàng. Vàng nữa rồi, nam ủa, ngọc. Ủa, tới vàng là hết rồi. Áo tròn da. Ê, áo nữa chứ. Áo da nè. Ủa. Giày sắt nè. Ủa, sao mà tùm lum món thì trời. Quần sắt nè. Ê, quần vàng nè. Giày vàng nè. Ủa, không lên lên đồ vàng là hết rồi sao á. Lên đồ vàng là hết rồi. Ok, còn cái áo nữa các bạn. Cái áo hả? Áo sắt nè. Áo vàng nè. Áo choàng nặng nạm ngọc. Áo giáp sắt. Ơi, kim cương. À đúng rồi, ok, lên được giáp kim cương rồi. Ok, lên được kim cương rồi các bạn ơi. Trang bị. À, mình phải lên đồ xích nữa.
Ủa có đồ gì nữa hả? Đồ kim cương nữa hả? Nó được mũ vàng. Ủa mũ Ủa vàng. em thấy đồ kim cương ta? Chế nó rối rối á, nhìn nó khó nhìn quá à. Quần sắt. Ủa mình chế được cái quần sắt rồi mà. Ủa mình có quần vàng rồi nữa. À lấy đồ vàng không, lấy đồ sắt hay sao? À đây rồi. Quần kim cương. Giày kim cương. Yeah, đã được bộ kim cương rồi. À có quần kim cương nữa. Trời ơi muốn. Rồi, ok bây giờ chúng ta cần cái mũ nữa các bạn ơi. Mới qua quýnh được con boss con núp. Mũ nè. Mũ sắt xong rồi người ta. Một mũ da. Ôi chết rồi, mình hết đồ rồi. Mình hết nguyên liệu rồi. Đơn giản thôi chứ cần đi một vòng mà chúng ta đầy nguyên liệu trở lại các bạn. Nguyên liệu bóc 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 bóc. Ơi da. Mày quýnh á, đồ đó nó hồi trọng ghê á. Có phải cần tốn nhiều đồ đó chứ. Đó, à, ok, chuẩn bị mình cần con boss con núp nè. Rồi, đủ đồ, đủ rồi. Không được đâu. Không có đợi, đảo chơi này là không đợi chờ. Ôi, rồi xong, như thế có đủ mũ, đủ à, mũ sắt, mũ vàng, mũ giáp xích, mũ kim cương. Ok, đã xong được bộ giáp kim cương. Ok, cái rương rồi, cất mấy cái đồ này vô coi. Ây da, ê hình như kiếm kiếm mình cuối cho ta. Kiếm thủy thần rồi kiếm kiếm khổng lồ rồi kiếm gì nữa vậy? Ủa nấp kiếm khổng lồ kiếm gì nữa? Kiếm khổng lồ. Hết rồi mày, tao phải kiếm thủy thần thôi. Phải kiếm thủy thần đi. Ủa kiếm thủy thần. Kiếm khổng lồ rồi kiếm gì nữa ta? Hình như kiếm khổng lồ là hết rồi không các bạn? Mình nghĩ là vậy là kiếm khổng lồ là kiếm hết rồi. Kiếm khổng lồ đi với kiếm thiên thần nè. À, còn kiếm ác quỷ nè. Cúp chứ lộn. Ok bây giờ mình sẽ qua mình cân nhắn nấp thôi. Đúng đúng. Vậy là kiếm khổng lồ là cái cuối rồi. Mình nghĩ là cái cuối thôi. Chưa thấy cuối lắm hay sao. Cái gì ta? Có cuối không ta? Tại vì đồ nhìn sắp xếp hơi bị khó nhìn tí các bạn. Một đa 100. Đúng rồi, hình như là cái cuối cùng rồi. Nếu mà thù quá chúng ta sẽ chơi. À vậy thì có súng rồi, ha ha. Ha ha. Gì vậy? Gì vậy? Ê đúng 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 đúng. À ngoài trời ơi. Ây da, con boss nó chậu quá các bạn ơi. Trời ơi, quýnh lé nào. Con boss nó chậu quá, vừa quýnh con boss thì mình không quýnh được. Ok, chúng ta phải chơi súng quá các bạn ơi. Không chế súng thì chờ hồng lại cũng có đó rồi. Roya nè. AWM, ok. Chạy đi chứ nó dễ. Rồi, chúng ta lên đường thôi. Lên đường, lên đường, lên đường, lên đường. Rồi, có gì đồ ăn cho tốc độ chạy không? Không cho anh qua đây đâu, bảo vệ bắt vậy đi. Cái gì? Đừng có mà qua đây đâm le bắt cái gì đi. Núp đâu rồi ta? Boss mày đâu rồi núp? Mày giấu boss mày đâu rồi? Có đâu? Trời ơi, mày chơi mày xài boss lại luôn. Điểm ra, điểm sang á. Này thì bảo vệ boss. Suzuki hồi sinh bên đội xanh. À đúng rồi. Chết con boss rồi. Chết con boss rồi. Mày hả bưởi. Sao quanh trâu vậy? Trời ơi. Sinh ra là trâu sẵn rồi. Mày chết quẹo luôn. Chết rồi, cái kiếm nó trâu à. Kiếm này là kiếm VIP mà, nghĩ sao Suzuki có thể quýnh lại qua được. Vậy nè, này thì kiếm thủy thần, này thì kiếm thủy thần, kiếm thủy thần, kiếm thủy thần. Ui gần chết luôn, gần chết rồi. Ăn vô. Đó. Quá à, vậy thì kiếm cái kiếm nó mới được. Hết hết. Legendary. Kêu tao. Chết rồi, mình có đạn của ta, sao súng bắn được ta? Súng còn gì đạn. À. Ê da, mày chơi bắn từ từ mày. Ê. Bắn liên tục vậy lại, tao đâu có giáp kim cương rồi. Tao ăn thêm cái phòng thủ vô. Úi, nên nó rất là trâu. Cái gì phòng thủ ta? Cái gì ta? Hình như mình có cái gì phòng thủ tầm xa, giảm 50 sát thương,
phòng thủ giảm năm hồi máu nữa chứ, trong 5 giây 50 điểm. Quá là đơn. Chà. Không mất một giọt máu luôn. Ủa? Cái gì vậy? Đổi rồi hả? À, cứ mỗi lần 8 điểm là reset ra, cứ giết 8 mạng là reset về điểm hồi sinh. Ê mày. Ok, chúng ta 10 điểm là chúng ta hãy chiến thắng nha. Lên tầng trên chứ là đào thôi, không có gì đâu. Được rồi, con boss mày đâu rồi? Con boss mày ra nè, nó bơi, con boss mày ra nè. Ủa? Mày chạy đâu rồi? Núp nó chạy đâu rồi ta? À, tao lên tầng trên. Hèn chi thấy lạ lạ. Thôi đi xuống. À, Legendary. Này thì xuống. Quá yếu. Sao quánh trâu vậy? Quá yếu. Quá yếu. Yếu nè, yếu nè. Yếu nè. Quá là đơn giản, các bạn hành núp thật là vui. Sao anh chơi sống sao? Chơi sống thì đi chơi lại. Kiếm cũng không lại, súng cũng không lại. Thôi được rồi, video hôm nay mình chỉ tới đây thôi các bạn ơi. Chỉ là chế những cái cúp Trời ơi, làm gì núp? Bắn gì mà cả ngày không chết vậy? Sao cái súng này bắn không chết ta? Ta là bất tử rồi. Mày ăn cái gì mà đam mạnh vậy? Tao ăn cái bánh bao nè. Cái bánh bao là hồi máu 5 giây 50 máu nè. Cái bánh bao mở trong cái hòm á, nên là tao trâu lắm. Mày không bao giờ quýnh lại tao. Ủa, cái hòm sao mở được? Vậy không, trong cái cục cái đồng xu á. Quá là dễ các bạn ha. Hành núp vô đi và còn ăn thêm vật phẩm tối thượng nhờ thì núp liền có thể thắng được mình. Ok, cái lại clip này mình sẽ dừng lại đây thôi. Nếu mọi người muốn chơi map này cũng khá là vui, có hai con boss đồ và quýnh boss cũng rất là vui. Rồi bây giờ thì chào mọi người nha. Mọi người thấy kiếm khổng lồ đẹp hay là kiếm thủy thần đẹp, nhớ comment bên dưới nha. Bye bye.